bạn ở Việt Châu bằng phố trong ông nhớ tầm đập tầm rồi sau khi năng Việt Nam ngày tỷ đọc phần mùi khai mùi tỷ bọn đọc phần buồn đấy nhóm bạn vừa tầm rồi như trẻ chuyên bằng phố mình to thì hẳn á hay tầm khẩm thả bằng phố năng phòm trò chứ ra ơn tầm bay chia cũng làm chất mà thì ở tầm bố nó tôn kết bằng phố ra có quê cho mỗi người nó học nhiên và thầy ngày nay có nhân viên trường công dễ chụp hai con tôi chưa bao giờ dễ nhất là ở ta mà chụp được nông lan hay nông nông hạt một nhân kế hay công dễ trên tôm và đam từ mà chụp được một nhiều con đó là rồi chơi dục vô là còn còn dễ luôn rồi chơi dục vô là nhặt lá mình cho lấy tôm thắng ở tầm mặt chất tờ bán phi ngày bay ngày có chất đại một lần nữa cho một chút đấy nhé sẽ tầm yên ta dễ chân còn đập bê chẳng đám cho mà lấy mà ọt đồn nó cũng hay nhóm còn một đơn thang dễ mà ta chẳng phục bọn phá hồn đại tầm mặt chất đại học những khác mắt đó có tầm nhóm tùm chân tiệp ha và hai chục nhóm mờ bất lãng chắc chắc chào đó hơi nhầm nâng lên mà chết mấy chỗ to thật tiền hãy thông bất chuyện á tầm lạp đọc làm cho là lại chọn ấy cứ mình chùm đuôn lại cho bọn bọn tầm lạp bọn bọn tự đua bàn bất chọn thì nhầm chả làm tại bọn bọn tự thả ọt chết bàn chạy đúng rồi tầm lạp chân nào thông ai đừng chân nào Việt Nam tự đối cứ bọn bọn thả mình đào trả lời để nè đã ơi tập bay cờ đỏ bây giờ nữa bay cờ đỏ pi cờ đỏ bây giờ tập tập bay tới đây tất cả thà ở bàn tới đây chặt ta lấy ở tới đây nhắm chân chúng ta quăng bồn đốt để dây đáp bên cho được mình cả bây giờ nè rồi lại ở tiếp mà nhóm chỉ nè chỉ nhóm rồi ở cứ nhóm vô cho bạn làm bồn bồn hai chất bồn bồn lên ở thời phơi mình nhóm đang đỏ và lại có chọn tôm chọn dễ và chuẩn đang thà và hai nhóm chất bật là như là chat bọn em chào ở hỏi hay nhóm nâng có chuyện bị tổ chuyện gì bị tổ hết nhóm nâng lên khác mấy đó hay chúng buộc bọn bọn đã khó màu đã chạy tôn màu đã nhóm mặt bàn cho tôi cho chứ mà chết cũng có công cả phải tụ lưu ý thì mà chết chả là thấy nhóm nâng bị bạc nâng cả vơ lệ hay nâng chạy chạy lệ cái này chỉ là về chân tới lệ có ai miền bắc nhà hà để về dân vô tận lệ hình chẳng hỏi bằng nhóm ở tây từ tua vô từ mà chụp mấy nhé xong bọn con người ta chia sẻ lại mình ca dục vô phòng hãy chăm bớt nhóm đại bật lại nhóm cháu ở thấy nhóm năng lượng chuyển đổi từ mà chụp mấy nhóm năng lượng cả phẩm hồ bọn con là đại lo lo đại chắc bạn chạy 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 để kia nó cho mình được chỗ mà ở đây ông quy đồng đội được một nhân bản mà thầy châu tại riêng dương mình bọn bọn đồng đập ngày chỉ đọc của môi hai môi phi quan đọc của bố ní đồng đội chứ nào mai đừng nào Việt Nam miền đôi ở nước hàng cầm đến nó bọn bọn ai có tôm chuyên phô bọn bọn là thấy thấy nó cũng mang to là ai tôm chưa chết chưa từ nhà miền ấy sắp cái hay nó rụt từ nhà phần đồng không bọn bọn ai tầm tạm biết tàu loạt đón tới đợi bọn ôn ở bên khơi khô mình từ hàng cầu nó có được nhau mà chuẩn bị chuẩn chân về tới mà đón chân bọn ôn khô mình được hàng cầu tới đợt về nhau mà chuẩn bị tàu bọc nhau rất khơi bọn ôn thoải mái chất nhau có thoải mái chất nhau có miếng không đáng chất nhau mà có miếng tập chất em vô đây có lo chuẩn bọn ôn thành đạt cả hai bên cùng sang thì và chỉ trong cái này ông nhớ vậy chứ bom pháo liên cả chuồn phô bom pháo là thằng nào o hên hên trong tập trên ngày trong ngày trong trận dục tiện đó chuồn phô thằng nào o hay chơi chơi nhà mẹ tay sắp cái trong nhà cần trọng không bom pháo nhớ bom pháo là pho màu của má nó nào ở trên trên học bay ba đấy pho màu hoặc màu đọc muối hoặc màu đọc muối ở 33 nhịp tì trong bóng phố anh chui chất màu hoặc màu đọc muối 33 nhịp tì phát bóng phố nát xong bởi chị ạ hồi miền đọc ra hoa màu thẳng ở đạc màu ở đại dùng ca chứ nó chân hơi chất được hoa nhưng
ngó đây mà đưa hình nên tôi off miền ấy rơi gì ta quay chịu video và học trong YouTube nếu mình mang chịu đường lên sau để tìm mùi ở bậc sinh chịu dương vô lên là chân hơi vô một thôi hai khi mới từ cái đầm này chân xong thì nó có cùng ra chuyện chân chân thì ở tham đúng nó còn còn thì cầm gặp nhạc miên khu của ba và khi mình tôi đọc nặng nó thôi chân nhà chung có bọn con được nặng con thấy hình cho ốc nữa đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.